Hello, hôm nay mình sẽ quay một video ngắn về nighttime routine của mình. Khi đi làm về thì việc Mi yêu thích nhất là nghe nhạc và đốt nến thơm để tạo cảm giác relax nhất. Nến Mi hay dùng là của Noe Studio trên Instagram nha. Sau đó Mi sẽ tranh thủ cho bé mèo nhà Mi ăn. Thường thì Mi sẽ nấu pate bí đỏ và gà trộn cùng với hạt để cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước cho bé mèo nhà Mi. Sau khi xong hết việc dọn nhà linh tinh thì Mi sẽ tắm và bắt đầu skincare routine buổi tối của mình. Bước đầu tiên Mi sẽ tẩy trang bằng micellar water từ Simple. Từ ngày Mi nói Mi thì Mi đã chuyển hẳn qua dùng micellar water rồi. Và Mi hay dùng loại của Simple vì nó không cay mắt, dịu nhẹ, tẩy sạch và giá cả thì rất là phải chăng luôn. Đến bước rửa mặt thì Mi sẽ sử dụng sữa rửa mặt Free Plus dành cho da nhạy cảm. Loại này tạo bọt nhiều dù chỉ lấy một lượng nhỏ nhưng lại không gây khô da mà bọt còn mịn và mềm trên mặt nữa. Để tẩy da chế dịu nhẹ thì Mi sẽ sử dụng máy Foreo Mini 3 nha và Mi hay để chế độ rung thấp nhất cho máy này. Toner thì như thường lệ Mi cũng sẽ sử dụng nước hoa hồng từ Marmont và mùi hương của nó vẫn là favorite của Mi luôn. Nhân dịp hết sạch serum thì Mi đã mua lại chai serum mà hồi đi học Mi thích nhất, đó là Cream Tea Seed Serum của Innisfree. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt mùa lễ hội nên packaging siêu xinh luôn. Em này là bestseller từ Innisfree. Mùi hương là mùi lá cây dịu nhẹ cùng texture gel lỏng, thấm nhanh và phù hợp với mọi loại da luôn. Và thường thường giữa các bước thì Mi hay để quạt như thế này để nó có thể khô nhanh hơn. Cuối cùng với bước dưỡng ẩm thì Mi sẽ sử dụng AHC Eye Cream for Face. Dù là kem chống lão hóa nhưng texture của em này lại light gel một xíu, apply lên da rất mịn, không bị bí lỗ chân lông và còn khô nhanh nữa. Face cream này chứa rất nhiều vitamin nên phù hợp với những bạn đang có nhu cầu chống lão hóa sớm như Mi. Sau khi skincare xong thì đây là thời gian mà Mi yêu thích nhất trong ngày vì có thể ngồi shopping online thỏa thích. Và Mi cũng có một bật mí nhỏ cho mọi người là ngày mai, ngày 11 tháng 1 sẽ là ngày sale to toàn sàn của Lazada, ngày mà các bạn có thể mua những món đồ yêu thích của mình với giá tốt nhất. Như thường lệ thì Mi sẽ để những link sản phẩm sử dụng trong video để mọi người có thể mua vào ngày mai nếu yêu thích nha. Về phần Mi thì Mi đã để hết những món cần mua trong giỏ đồ của mình rồi, chỉ còn đợi đến ngày mai thôi. Và bây giờ Mi sẽ đi ngủ để ngày mai có sức săn sale đây. Good night mọi người nha! Bye, hẹn mọi người vào video kỳ sau.